Cầm máy lại chim này. Đấy. Tối quá. Máy quan đúng không? Thế đây mà quan này. Thế tính nhau. Nó về nguyên thủy đây. Đây. Chào tất cả mọi người đang xem live ạ. Em xin phép anh em đang xem live nhá. Em đang cầm máy của Lê Quang, hội Lan Va Tây Hồ và đại diện cho anh em Lan Va Hà Nội. Đây là anh Hùng Tướng. Giới thiệu với cả nhà, đây là anh Hùng. Cả anh Quang. Hôm nay sau một cuộc rượu. Bây giờ người đẹp Kinh Bắc. Phải giới thiệu nhanh với anh em tí đó. Hôm nay đại diện cho anh em Lan Va Hà Nội đó là đồng chí Lê Quang. Còn đây là anh Hùng, đại diện cho hội Lan Va Kinh Bắc, đúng không ạ? Ở Bắc Ninh. Cây để ra mắt hội Lan Va Kinh Bắc. Đây, hôm nay là anh Hùng là trân trọng mà quý tặng em Quang. Trời ơi. Tặng Kinh Bắc cho Lan Va Hà Nội, đó là đại diện cho đồng chí Quang. Cái này là ki năm đầu là em đã chăm 2 ki là lên được 1m45 một ki. Vừa xong rồi cũng đã nói với ki năm đầu rồi. Còn nếu mà anh tặng em ki đó kia đi về. Không. Thế nhưng mà anh Hùng ấy nhốt một phát lên xe luôn thì thôi, phải lên thôi. Chưa có lên xe. Rồi chào 30 người đang xem live ạ. Em xin phép đang cầm máy của Lê Quang. Đội Lan Va Tây Hồ và Lan Va Hà Nội. Và chào em đang cầm hai máy live ạ. Hai máy live đó là live của bạn Lê Quang và bạn Tây Tôm. Tôi chia sẻ. Chào tất cả mọi người đang xem live, em đang nói hộ mọi người nhé. Chúc bạn và coi trăm cây coi anh qua đây bao lớn trời anh qua đây cờ đỏ nhiều giống để chia sẻ cho anh em quay cờ đỏ này nha. Rồi đợi anh tí bạn luôn. Rồi cảm ơn bạn Khánh và bạn Thái Tôm nhá. Giới thiệu mọi người tí, hôm nay anh em Lan Va Hà Nội có đại diện là bạn Lê Quang, đại diện cho đội Lan Va Hà Nội. Đến giao lưu chỗ vườn của bạn Khánh Nguyễn đúng không nhỉ? Vườn Lan Khánh Nguyễn ở Bắc Ninh, ở đội Lan Va Kinh Bắc. Và hôm nay có đại diện anh cả đó là anh Hùng kia. Mọi người anh Hùng kia, anh Hùng là đại diện cho gọi là chủ tịch hội Lan Va Kinh Bắc đúng không ạ? Và anh cả của đội Lan Va Kinh Bắc. Còn đây là bạn Khánh Nguyễn. Bạn ấy ít tóc đây nhưng mà bạn ấy rất là tình cảm mọi người ạ. Và chúng ta đang ở vườn lan của bạn Khánh Nguyễn ở Bắc Ninh mọi người nhá. Xin phép mọi người, em đang cầm máy của bạn Lê Quang, đại diện cho đội Lan Va Tây Hồ và đại diện cho anh em Lan Va Hà Nội đến giao lưu ở trên Bắc Ninh và đang ở vườn lan của bạn Khánh Nguyễn Bắc Ninh ạ. Chào tất cả mọi người đang xem live. Thưa em xin phép mà em đang cầm máy của bạn Lê Quang nhá. Có gì không phải thì anh em bỏ qua nhá. Nhưng mà trên tinh thần là chúng ta là những người yêu lan và những người đam mê lan. Vâng. Đây tại vườn lan của bạn Khánh Nguyễn ạ. Bạn ít tóc kìa. Đây bạn đang lấp ló ló kìa. Và đây. Hôm nay mà khi lên đây ấy, nếu mà biết là lên chỗ anh Hùng ấy, Khánh ấy. Lên đâu? Rồi. Anh bị lừa chứ. Tuyệt vời. Phải lừa chủ tịch nó mới lên đây được. Đúng rồi. Lên chỗ vườn nhỏ của bạn Tây Tô. Và lên mấy vườn nhỏ nó lại quanh quất và phát là lệ luôn. Giới thiệu mọi người, đây là chậu cờ đỏ mọi người nhá. Cờ thì mà dài ngoằng thế nhỉ. Cờ đỏ đấy mọi người ạ. Em chào tất cả mọi người đang xem live ạ. Hôm nay anh em đội Lan Va Tây Hồ và đại diện cho Lan Va Hà Nội có đồng chí Lê Quang, đó là đại diện cho chủ tịch đi, giao lưu cả anh em ở đội Bắc Ninh, đại diện chủ tịch Hồ Tây thôi. Đang có phó thôi, anh Hiệp thôi, chủ tịch báo mà em anh Hiệp là chủ tịch, anh Quang này mình nói hơi quá nhưng mà Quang cũng là đại diện cho hội thường trực và đại diện cho hội Lan Va Hà Nội. Anh Hiệp con em ạ. Ôi
Chào hơn 400 người đang xem ạ. Em chào anh Nguyễn Dân nhá, em chào anh Bạch Hổ, chào anh Phạm Quảng và tay chơi Quảng Ninh ạ. Em đang cầm máy của bạn Lê Quang nhá. Thì có gì xưng hô không phải thì anh em bỏ qua cho em nhá. Còn trên tinh thần là hôm nay là đội Hà Nội và đại diện cho đội Lam Va Tây Hồ và đại diện cho đội Lam Va Hà Nội là bạn Lê Quang và anh em Lam Va Hà Nội xuống đang giao lưu ở bạn vườn lan Khánh Nguyễn này. Bạn đây. Khánh Nguyễn này. Nguyễn Lan Khánh. Nguyễn Lan Khánh đúng không? Say lắm. Rồi. Mai về Phú Thọ, mai về chỗ về Phú Thọ. Rồi bạn vườn lan Khánh Nguyễn thì có gì chia sẻ với anh em đang live stream mà đang cầm máy của đội Lam Va Hà Nội đi. Mời bạn. Khánh ơi, Khánh ơi, chia sẻ với anh em một tí về em chào anh. Không, Khánh ơi, tâm huyết đấy. Khánh ơi, tâm huyết đấy. Nhiều cây đẹp. Khánh ạ. Nhiều cây đẹp. Bạn chia sẻ một tí anh em đội Lam Va Hà Nội và tích cơ đó là đúng không em? Em xin lỗi anh em bởi vì cơ bản là em vừa là tâm huyết vừa là một cái góc độ để mà kích anh em cùng đam mê, thế nên là hôm nay tôi mong các anh về đây là các anh nhìn ngắm cây và chia sẻ và nhận định cái gì nó được cái gì chưa được cho em thôi, chứ còn em cũng hôm nay cũng không coi như là biết nói gì hơn. Vâng. Là ngoài là cảm ơn anh em đã đến thăm vườn thôi. Ok. Vườn cũng mong làm là cái cơ đó. Bởi vì em hiện tại bây giờ em đang đi gom cây em chưa chia sẻ được. Nhưng mà tại sao bạn lại gom? Rất tuyệt vời. Hôm nay tôi nói với tôi nhá. Ông lừa tôi. Ông lừa tôi. Ở đây nhá. Em bảo là bạn em đưa đến các vườn nhỏ mua cây. Đúng không? Đúng, uống rượu ở đây bạn. Có, bạn nói là vườn bé tí. Thế nhưng mà thế ra vườn tôi cũng đã nhỏ rồi và nhiều vườn nhỏ hơn. Tôi vào đây toàn cờ đỏ với cả người đẹp không tên với cả thứ tiền tôi tiền đâu mà mua. Không mua bác. Không, nhưng mà thực tế ra là không bán. Anh em là bây giờ vẫn đang giữ trọn đam mê. Giữ vững niềm tin. Mong anh và anh em mong anh em nhìn phát đấm này chứ rất mạnh, mong anh và anh em thông cảm ấm bận nhá, mạnh luôn, hết sức luôn, 2, 3, go. cảm ơn bạn Khánh Nguyễn và bạn Lê Quang và tất cả anh em của đội Bắc Ninh và đội Hà Nội nhá. Em xin phép em sẽ rất mong anh em thông cảm và hẹn đầu xuân anh em mình sẽ có những cái bắt tay nó mạnh mẽ hơn. Rồi vừa rồi là những chia sẻ của bạn Lê Quang và bạn Khánh Nguyễn đúng không ạ? Rồi Nguyễn Đăng Khánh. Thì sau đây ở cái live stream này bạn Nguyễn Đăng Khánh nhá, sẽ giới thiệu từng cây cho mọi người xem. Cái vườn của bạn có những cây nào đặc biệt đi, hoặc là cây nào bình dân nhất và cây chăm bạn chăm tốt nhất để chia sẻ với anh em ở trong hội nhóm. Rồi bạn ra đây, bạn ra đây. Bạn chia sẻ với anh em cái cây này cây gì ạ? Cây cờ đỏ mọi người ạ. Cờ đỏ đang treo ngược cái này đây. Và bạn Khánh Nguyễn ra đây. Rồi đây là cây cờ đỏ mình đã cắt để xuống giống và nhân kỳ. Sau đó là năm tới sẽ có cái nguồn giống mới để chia sẻ cho anh em. Đây là Bạch Tuyết này. Rồi, từ từ bạn Đăng Khánh nhá. Mọi người đang xem này, chúng ta đang nhìn thấy đây là một chậu cờ đỏ đúng không ạ? Bạn cắt và bạn treo ngược chắc là tôi nghĩ là chậu này treo phải đến nửa tháng nay rồi đúng không? Bạn Khánh Nguyễn nhỉ? Nửa tháng chưa? Ngoài nửa tháng rồi. Các bạn nhìn chậu cờ đỏ mà bạn chả bán gì mà bạn để như này. Để sang năm sao? Sang năm nhân bản nhiều hơn và làm kinh tế tốt hơn. Bạn giữ hết. Đúng không? Và tiếp theo đây bạn Nguyễn Đăng Khánh giới thiệu mọi người tiếp đi. Đâu ạ? Đâu ạ? Đây chậu cờ đỏ đây mọi người nhá. Em sẽ quay live stream cho mọi người xem. 560 xem. Đây là chậu cờ đỏ của Nguyễn Đăng Khánh đây. Một găng tay này. Chắc phải tầm khoảng 2 găng tay.
phải tầm khoảng trên dưới 60 sen mọi người ạ. 40 sen á? Ngoài 40 sen. Sen ở hậu. Không giới thiệu một người cờ đỏ ở đây. Cắt nhiều rồi, cắt rồi à. Đây là cái này là nó em chào tất cả mọi người đang xem live nhá. Em xin phép em đang cầm máy của Lê Quang. Anh em bọn em đang ở vườn lan Nguyễn Đăng Khánh ở Bắc Ninh ạ. Đây đây là chủ vườn lan mọi người nhá. Cái này là cắt rồi này. Đấy. Đâu, rồi chúng ta đang nhìn thấy những chậu cờ đỏ này, chậu thứ hai cờ đỏ và đây là chậu Á Hậu. Và nhờ bạn Đăng Khánh đi, một chậu Phú Thọ đi, bạn giới thiệu chậu Phú Thọ đơn giản nhất đi. Đây cũng đều có Phú Thọ mọi người nhá, không thiếu Phú Thọ đây. Và HO của bạn đâu ạ? HO đây chậu HO đây. HO đây, cờ đỏ có nhá, và Phú Thọ cũng có, HO cũng có. Tiêu chí anh em mình là vườn. Và đây cũng vườn. Là HO đúng không ạ? Đây HO một dãy này luôn. Rồi đây toàn bộ cú HO của bạn đây. Mọi người nhá. Thì ý chúng tôi muốn nói là sao ạ? Vườn lan lớn vẫn phải có những bông Phú Thọ, vẫn phải có những bông Yên Thủy và vẫn phải có những phong lên. Có những bông HO đúng không ạ? Thì chia sẻ mọi người một tí. Không để thiếu những bông đấy đâu ạ. Đây là những chi HO của bạn Nguyễn Đăng Khánh nhé. Rồi chúng ta sẽ sang bên kia nhé. Cây cối nhìn choáng luôn. Mọi người giữ live stream để anh em tương tác một tí. Em xin phép mọi người, em là cầm máy của Lê Quang, em đang live stream một tí. Rồi đây chủ máy đang ngồi đây nhá mọi người ạ. Lạnh quá. Rồi chủ tịch Quang ấy, cứ mỗi một lần em đi uống rượu say xong thì là em quên một cái áo ở một nơi đó à. Xong vào mai cái kia lại về mà chú lấy áo anh tổng quản trí ạ. Và ngồi cạnh Quang đó là anh Hùng, đại diện cho chủ tịch hội Lan Va Kinh Bắc mọi người ạ. Anh tài anh ạ. Em xin phép, em có gì không phải thì anh em bỏ qua. Thì hôm nay có anh Hùng ở đây cũng là đại diện cho đội Hội Lan Va Kinh Bắc, là một trong những thành viên ban chấp hành. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đang xem live nhé. Em sẽ quay máy quay đến một chậu kiếm. Đây là kiếm gì? Đây là Phan Chí mọi người ạ. 6 sen rưỡi. Không, cái này hơn 7 sen. Rồi. Này 7 sen. Em sờ nó cứng hơn cả bánh đa mọi người ạ. Đo luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Không, cái này phải 7 sen. 7 sen đây. 7 sen đây. Lá đây này. Đo rồi. Mọi người nhìn thấy chậu kiếm này. Đo luôn. Bạn ấy quay vào đây. Đây. Đây mọi người đang đo nhé. Đây thì đem đo. Đo phải đẩy xuống đây. Anh là chủ nhà không đo được. chuẩn. Đây. Cái kia. Lê Quang sẽ kéo thước nhá mọi người nhá. Chủ tịch đo. Là bao nhiêu đây? 6 cm 8. 7 cm. Cái này là 7 cm này. Đâu? 7 cm. Cái lá đây là 7 cm. Lá này bị chửa rồi. Đấy, lá này 7 cm. Rồi nhá, sao lại thụt này? Thụt quá. Nó phải vào rãnh nhé. Không, nhưng cái này mình đi theo rãnh nhé. Cái này kéo luôn lại. Cái này kéo luôn lại. Đây thoải mái, đây 7 cm tròn. Cái này 7 cm tròn. 7 cm tròn. Phải chửa chưa? Cô nùn luôn. Như anh Hùng ơi. Hả? Những chậu này anh có chia sẻ không ạ? Phan Chí này. Anh đương gom. Phan Chí. Anh đương gom à? Phan Chí này anh em còn gọi là Hoàng Long. Hoàng Long Phan Sư. Hoàng Phan Sư. Mọi người không đơn giản gì anh Hùng anh đặt chậu kiếm mà trước bàn trà đấy đâu mọi người ạ. Cứ hỏi là có bán hay không thì anh bảo là chưa chia sẻ thôi. Kiếm sắc lắm. Không, sai lầm. Chỉ lọc thô thôi. Chỉ đừng lọc kỹ quá. Thực sự rất là đẹp mọi người ạ. Sờ nó cứng đách. Bản lá này 6 đến 7 cm. Vãi đái. Đây là những chậu kiếm của vườn bạn Nguyễn Đăng Khánh này. Người đều vui. Phan Chí này. Huế này. Đây Phan Chí này. Phan Chí này. Năm đầu trong 1m4, 45. Em view một tí tổng quan được ở vườn.
khi lâm đầu là em cho 1m45. Đây là bạn Nguyễn Đăng Khánh nhá. Đây nó sốc bàn đầu cháu trọng này. 1m45 như nào luôn. Ba nó sốc ba. Hai cái chứ không phải là bảo là một cái. Thế lại bảo là em nó hết hai cái. Một thuốc đều của sốc. Em xin phép đang cầm máy của bạn Lê Quang livestream hộ bạn Lê Quang nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đang xem live ạ. Anh em đội Lam Va Hà Nội đang ở vườn Lam bạn Nguyễn Đăng Khánh ở Bắc Ninh. Cảm ơn tất cả mọi người đang xem live nhé. Tất cả những cái live của bạn, cảm ơn tất cả mọi người nhé. Ở vườn lan này cờ đỏ có, Phú Thọ có, Hà Đô có và Yên Thủy đều có mọi người ạ. Đây rồi. Không hôm nay live stream anh ạ, anh Hùng ạ, xin phép anh là có những chia sẻ cho em đang live anh Hùng ạ. Thì anh có những chia sẻ tí cho anh em đội Lam Va Hà Nội và hôm nay đội Lam Va Bắc Ninh. Anh ạ, à, anh có những chia sẻ tí. Anh chỉ là người nông dân. Anh ạ, à, đây là đại diện cho một trong những hộ ban chấp hành của đội Lam Va Kinh Bắc là anh Hùng ạ. À. Lấy xin anh giày ra. Toàn lấy xi dây ra đây phó chủ tịch Quang và đây là thấy nó lau cả đêm hôm qua. Cả đêm hôm qua là lấy xi để lau cho bóng ấy. Rất là vui mọi người ạ. Đây em sẽ view tất cả tổng quan của phần bạn Nguyễn Đăng Khánh nhá. Rất nhỏ thôi. Đây mọi người ạ. Mọi người nhìn nhá. Không to đâu nhưng mà cái cây của bạn ý cũng không phải nhỏ đâu các bạn ạ. Em sẽ view cho mọi người xem nhé. Cũng chả biết là Phú Thọ, HO hay là cờ đỏ ở trong này nữa. Vì bạn giới thiệu cả cờ đỏ này, Bảo Duy này và Phú Thọ cũng đều có hết ở trong này. Mà kiếm ở đây cũng một góc vườn thôi. Rồi cũng thay mặt cho cái đội Lam Va Hà Nội, cảm ơn tất cả anh em chị em đã xem live nhá. Cảm ơn tất cả mọi người. Rồi bạn Lê Quang là chủ máy livestream ở đây. Cảm ơn mọi người. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nhá. Vâng, cảm ơn mọi người. Anh em bọn em sẽ lan tỏa những cái đam mê. Lan tỏa những đam mê thời gian sắp tới ạ, từ đây đến Tết và thời gian tới. Anh em bọn em cũng là nhỏ thôi. Sẽ lan tỏa những đam mê nhỏ để mọi người cùng chia sẻ với nhau ạ. Rồi em xin phép và em sẽ xuống live của bạn Lê Quang buổi tối hôm nay. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem live nhé. Em chào tất cả mọi người ạ.